Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ em đẹp lắm hả? Tuy rằng bây giờ anh đang làm tài xế của công ty, nhưng sắp tới anh mở công ty riêng rồi đó. Anh đảm bảo với em, nếu em lấy anh, em sẽ được cả đời sống an nhàn, không phải đụng tới móng tay đâu. Dekuma, bộ sản phẩm dành riêng cho da mụn. Dekuma, hết mụn viêm, hết thâm sẹo. Không cho Lam chơi. Từ từ. Cả nhà con đi học. Cả nhà con đi học. Ừ con, em chào hai anh. Đi làm ba ơi. Nhanh lên trễ đó anh. Ủa, hai đứa sao chưa đi học nữa? Lẹ lên Lam Chi. Từ từ mà. Lam Chi. Dạ. Làm gì đó? Còn lại chiếc bài của Tâm Anh nữa hả? Không có, không có nè. Bây giờ đưa lại cho mẹ nghe con. Đưa đi. Khoan, Tâm Anh Chi. Trả lại cho mình. Trả nó lại cho mình. Hai cái đứa. Nhỏ này. Ba ơi, đi làm ba ơi. Tâm Ý à, ra đây cô dặn cái này cái. Dạ. Dạ. Nè cô dặn. Dạ. Ngày hôm nay cô có tiệc tất niên trong trường, con không cần phải đợi cơm cô nha. Dạ. Ừ. Dạ con chào cô. Tâm Ý. Dạ. Bữa nay ông có mời cậu Hùng tài xế tới đây ăn cơm hay chưa? Dạ. Vậy ông muốn con nấu món gì không? Ừ thì con muốn nấu món gì mà nấu, miễn là ngon là được rồi ha. Dạ con biết rồi. Dạ con chào ông. Ba. Ủa cậu đã tới đây làm cái gì vậy? Thì cuối tuần nó lấy vợ thì thôi mình cũng có một bữa mình đãi nó chứ, phải không? Đi đi ba để chạy. Đi, lẹ lên để chạy rồi. Tâm Ý ơi, cơm nước chưa con? Dạ. Dạ con chào ông, chào chú mới về. Tâm Anh, sao không ở nhà làm bài tập ra đây làm chi vậy? Em muốn đi siêu thị với chị à. Mấy cô chú ở ngoài thử thức ăn mà không thấy em tới thì buồn lắm á. Đi nhanh đi chị, đi. Hai chị em đang đi siêu thị đúng không? Dạ. Thì hai chị em lên xe đi, anh chở đi cho nó mát. Dạ thôi, cảm ơn chú nha, đi Tâm Anh. Thôi lên xe đi, trên xe có máy lạnh, đi đằng nào cũng tới siêu thị cho nó mát. Dạ. Dạ thôi, không cần đâu chú ơi. Nó lạnh hả chú? Đúng rồi. Thiệt hả chú? Dạ, cảm ơn chú. Mà Tâm Anh cho mình đi ha. Kỳ lắm. Kỳ quá à. Thôi vô xe đi, vô xe đi, vô xe đi. Đúng rồi, bước chân lên. Rồi mình đi nha. Chị ơi, đi xe đã quá chị ơi. Chú ơi, chú lấy xe công ty chở tụi con đi vậy. Có sao không chú? Không sao đâu, em ý đừng có lo. Xe của anh bữa nay làm cái này mà. Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, đã dặn là tới rước mình rồi mà. Thằng người đã vậy còn khóa máy luôn nữa. Trời ơi, ở đây thì sao bắt taxi được đây. Thiệt tình cái thằng này. Chuyến này dịch đủ việc rồi luôn mới được. Hai đứa chắc mới lên Sài Gòn đúng không? Dạ. Chắc sống ở đây cũng buồn lắm ha. Mày hai đứa đi ngắm đêm Sài Gòn bao giờ chưa? Dạ thôi, không cần đâu chú. Dạ, chú ơi, cho con đi đi chú, thôi, nha chú. Thôi mà. Đi mà chị. Dạ thôi, tụi con không dám làm phiền chú đâu chú. Có gì đâu mà phiền em. Trời Sài Gòn bữa nay nắng ngày đêm thì chắc đẹp lắm á. Hay là mình đi Việt Nam Anh bữa đi, được không? Đi mà chị cho em đi đi. Chú ơi chú cho con đi nha, đi một vòng rồi về. Đi mà chị đồng ý đi, em đi một vòng thôi rồi về. Tâm Anh cái bộ thích cái thú quá ha. Được rồi, để tối anh qua anh chở Tâm Anh đi chơi, bảo đảm Tâm Anh sẽ thích. Dạ, con cảm ơn chú. Đi nha chị, một vòng thôi rồi về. Thôi được rồi, vậy mình chỉ đi một vòng rồi về thôi nha. Dạ, em cảm ơn chị là số 1. Dạ là ok. Vậy tối nay anh qua đón hai đứa đi nha. Dạ. Chị ơi, căn nhà này đẹp quá nè chị ơi. Chị ơi, bên này còn đẹp hơn nữa nè. Quá đẹp quá. Chị ơi, Sài Gòn ở đây á, cái gì cũng đẹp hết hả chị? Xuống lẹ đi chị.
để chị dắt đi cho. Toilet đằng kia kìa em. Dạ thôi, chị không cần dắt em đi đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Nhanh nhanh nha, chị đợi đó. Dạ. Chờ tạm anh chút nha. Dạ. Trời bữa nay nhiều sao ha. Dạ. Hôm nay tụi con cảm ơn chú nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Chắc em cũng mệt mỏi gia đình họ lắm ha. Dạ. Chú nói ai? Thì gia đình sếp mình đó chứ ai. Dạ không có đâu. Thật ra thì anh với em làm chung nhau cũng đã lâu rồi, nhưng mà bây giờ mới biết gặp mặt nhau á. Tâm ý à? Anh biết. Anh nói ra điều này em sẽ nói anh bị điên. Nhưng anh vẫn nói. Dạ. Đó là anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Dạ. Con nghe nói là cuối tuần này chú cưới rồi mà. Thì đúng là tuần này cưới. Nên bởi vậy anh mới hẹn ra đây, để anh muốn nói tất cả những tình cảm anh dành cho em. Và anh muốn em trả lời cho anh biết trước khi anh cưới, đó là em thấy anh là người thế nào. Dạ. Chuyện đó... Thôi, thôi mà tâm ý. Tâm ý đừng có xưng hô như vậy nữa. Anh xin em hãy tin tưởng anh một lần này thôi. Anh hứa là anh sẽ hiểu ngay lập tức và bắt đầu một cuộc sống mới bên em. Dạ thôi, chú làm gì kỳ quá à. Chú về kết hôn đi. Chị em con về nha. Tâm Anh ơi. Thôi mà Tâm Ý. Dạ. Tâm Anh về nè. Đừng mà Tâm Ý. Dạ. Về nhà đi. Em sao vậy trời ơi? Tâm Ý ơi, anh không phải là người xấu đâu. Mà cậu đừng có nói chuyện này cho ông biết nha. Tôi sợ là ông đuổi việc chú ấy á. Trời ơi trời, em bó tay chị luôn á. Nhưng mà tốt nhất á là chị đừng có nên nhắn tin với ông nữa. Tránh mặt ông luôn càng tốt, nghe không? Ừ. Ừ. Nhớ đó. Chị ơi, lại gửi tin nhắn nữa rồi nè. Cả trăm cái rồi đó. Không lẽ mấy cái này là đều của chú Hùng hết hả chị? Ừ, thôi kệ đi em. Chào cô chú. Chúc mừng con nha. Dạ, cảm ơn cô chú. Anh ra đây chi vậy? Anh... Sao anh nhìn em dữ vậy? Bộ em đẹp lắm hả? Tâm ý à, em vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Anh đang ở chỗ làm lễ cưới chờ em nè. Nếu em bước vào hội trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu bây giờ em nói em cần anh sẽ từ bỏ tất cả để chạy tới chỗ em. Chú hãy lo lễ cưới của mình đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nếu chú ngoan cố, lúc đó bị bờm đầu không ai nhận ra thì đừng có trách. Người nhắn Tâm Ý. Một lần nữa, mời cô dâu và chú rể lên sân khấu để buổi lễ được bắt đầu. Ủa, cậu cần gì hả? À không, tôi chỉ đi uống nước thôi. Một tiếng nữa là mình tới giờ học nha. Ừ,